Thưa quý vị, ngày 11 tháng 9 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã có văn bản số 4098 về việc dừng tổ chức liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và lễ hội Thành Tuyên năm 2024 và các hoạt động trong khuôn khổ liên hoan và lễ hội. Theo đó, thực hiện công điện số 89 ngày 9 tháng 9 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố sập cầu Phong Châu, tỉnh Phú Thọ và ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét tại các tỉnh miền núi, trung du Bắc Bộ, Công điện số 92 ngày 10 tháng 9 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ sau bão. Văn bản số 1122 ngày 11 tháng 9 năm 2024 của Ban thường vụ tỉnh ủy về ý kiến của Thường trực tỉnh ủy. Sau khi xem xét đề nghị của các cơ quan đơn vị địa phương về việc đề nghị dừng tổ chức hoạt động liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại và lễ hội thành tuyên năm 2024 và các hoạt động trong khuôn khổ liên hoan và lễ hội, sau đây gọi tắt là liên hoan và lễ hội. Thời gian vừa qua, các cơ quan đơn vị địa phương đã chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại kế hoạch số 116 ngày 17 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và lễ hội thành tuyên năm 2024. Đến thời điểm hiện nay, các cơ quan đơn vị địa phương cơ bản đã hoàn thành nội dung được phân công, đảm bảo tiến độ đề ra theo quy định. Tuy nhiên, trước, trước, tình hình mưa lũ sau bão số 3 tại Tuyên Quang và các tỉnh lân cận đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, ảnh hưởng đến hầu hết các địa phương trong khu vực và trên địa bàn tỉnh. Đề nghị tập trung cao độ công tác phòng chống và khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra tại các địa phương trong tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo dừng việc tổ chức liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và lễ hội thành tuyên năm 2024 và các hoạt động trong khuôn khổ liên hoan và lễ hội, chương trình điện ảnh với sứ tuyên Hội trợ Thương mại Du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2024, chương trình trưng bày giới thiệu tinh hoa ẩm thực Việt và lễ hội Bia Hà Nội năm 2024 theo nội dung chỉ đạo của Thường trực tỉnh ủy tại văn bản số 1122 ngày 11 tháng 9 năm 2024 và theo đề xuất của các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản này hoàn thành các nội dung thông báo việc dừng tổ chức liên hoan và lễ hội đến các cơ quan đơn vị trước 12 giờ Ngày 11 tháng 9 năm 2024, báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Hết văn bản.